Bắt đầu nào. Xin chào các bạn. Lại. Lại đi, bắt đầu. Xin chào các bạn nhé. Máy móc làm sao. Xin chào các bạn. Lại không bằng vừa nãy rồi. Là. Đấy. Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình bắt đầu có một cái đồ này. Cái này gọi là cái để bắn khủng long các bạn ạ. Nhìn thấy chưa? To và dài chứ. Úi dồi. Cái này cái gì đây? Cái đạn các bạn ơi. Chúng ta sẽ có cái này là cái đạn. Cái này có độ sát thương đấy. Cái này nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi nhìn thóc sẽ lắp vào đây. Ok. Đấy. Úi dồi. Ui dồi, các bạn ơi, chưa chi đã bắn rồi, ui dồi, được xem nào. Ui dồi, bắn ra một cái viên đạn đấy các bạn này, ui dồi. Đâu, ai giặt kéo ra nó ra viên đạn các bạn ơi. Lên cò, đấy. Gì dạ. Đâu, cái này phải nằm bắn hay sao các bạn ạ, đúng không? À, lắp đạn vào đấy các bạn ạ. Nó là lắp đạn vào kia. Đấy. Đi rồi. Chúng ta bắt đầu đi bắn khủng long các bạn ơi. Chúng ta đi rồi. Bắt đầu. Lại phải đi mua khẩu trứng khủng long các bạn ạ. Bắn khủng long cần gì phải đi mua khẩu trứng khủng long làm gì? Phải. Thế là phải cho nó đẻ trứng, nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng á? Nó đẻ trứng xong bắt đầu chúng ta mới bắt đầu đi bắn nó á? Không đi. Khi nào đó thì chỉ chúng ta lấy. À, các bạn ơi, ý của Thóc là chúng ta sẽ lấy quả trứng khủng long, sau đó chúng ta cất đi, xong bắt đầu chúng ta mới chơi trò chơi bắn khủng long các bạn ạ. Có đúng phải như thế không? Khủng long đó. Đúng rồi, đấy, bắn chuẩn lắm, đúng rồi. Đâu. Úi dồi, to chưa đấy, to chưa, bắn đi, bắn nó đi. Úi dồi, khủng long to chưa các bạn ơi. Úi dồi. Ui, đang đuổi ra đây rồi, ui, các bạn ơi, đang đuổi ra đây rồi, ui. Cái khủng long thật là to các bạn ạ. Đâu rồi, chúng ta đi rồi, di chuyển đi, ui trời, di chuyển đi. Di chuyển rồi, chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ đứng đây là cái chỗ này, cái chỗ đứng lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đâu có một khủng long đâu. Đấy, đâu xem nào, chúng ta xem nào. Sao nhìn thấy cái gì các bạn ạ? Ui ôi, chói chang lắm. Nhìn thấy gì cả. À, nhòm vào đây các bạn ạ. Các bạn nhòm phải nhòm vào đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Ui dồi, khủng long chưa? Nhìn thấy khủng long chưa? Các bạn, khủng long vàng các bạn ạ. Chúng ta đi thôi, lôi cổ súng đi các bạn ạ. Chúng ta đi bắn khủng long rồi gì lôi cổ súng như này các bạn này. Lôi súng như này thì trói trang quá, chỗ này trói trang đấy kìa các bạn ạ. Trói trang, ui. Mọi người ơi, các bạn ơi, ở kia dưới kia các bạn đang tắm kìa. Tắm bể bơi các bạn ạ. Con cho con đi bể bơi. Ôi, nắng lắm. Con đi bể bơi cho má. Úi dồi. Các bạn ơi, bên kia là một cái gọi là cái trang trại nuôi khủng long các bạn ạ. Kìa kìa, các bạn nhìn thấy không? Đấy, nhìn trang trại nuôi khủng long bên kia đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Và bên chỗ này người ta đang tắm này các bạn này. Đi cho con đi. Đâu? Thôi chúng ta sẽ không đi xuống đây, bây giờ trưa rồi. Chúng ta sẽ nắng lắm. Chúng ta quay về. Mai ngủ dậy thì xuống bơi. Được, mai ngủ dậy chúng ta xuống bơi. Bây giờ chúng ta đi bắn khủng long tiếp thôi. Okay, đi. Ui, trong đấy là cái bay rác các bạn ạ. Ui, trong đấy là cái bay rác đấy. Thối lắm.
cái đấy, bên đấy là kỹ thuật nước các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy biển kỹ thuật nước kìa đấy. Đấy là biển kỹ thuật điện các bạn ơi. Cái đấy khóa là chúng ta không được nghịch vào đấy, nó nguy hiểm lắm. Đi thôi, đi chúng ta đi thôi. Úi dồi, các bạn ơi, Pháp cứ lôi của súng đi này thôi. Chúng ta có đi thang máy đâu. Chúng ta quay về nhà như này, đi về nhà thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Sao con? Úi dồi ôi, đây chúng ta có một bình cứu hỏa ở đây các bạn ạ. Cái bình cứu hỏa này làm gì đây? Sau một thời gian đi tìm khủng long chả thấy con khủng long nào, bác súng nặng quá, chúng ta sẽ đổi một cái khẩu súng khác. Úi dồi, lắm súng thế. Đây là hai khẩu súng ngắn các bạn ạ. Úi dồi, lại khẩu súng ngắn nữa. Đâu? Có ba khẩu súng. Ôi rồi, lại cái kia là cái áo choàng siêu anh hùng. Ôi rồi, xếp hình các bạn ạ. Sóc nhiều đồ chơi lắm các bạn ạ. Quả cầu lông. Ôi, xe xúc. Ôi rồi, nhiều đồ chơi lắm các bạn. Ôi rồi, cả một giỏ đồ chơi các bạn ạ. Ôi rồi. Đây là tì tô ta tô tì các bạn ạ. Ôi dồi, ảnh cua thóc này các bạn ơi. Ôi dồi, lại ảnh nữa các bạn ạ. Ôi dồi, ôm loa vào đi đâu đây? Chúng ta đi không đi bắn khủng long nữa, đi đánh cầu lông các bạn. Hôm nay cô thóc ở nhà công nhận cũng chán các bạn, không có trò gì chơi cả. Đó, xếp vào đi. Ui, ui, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, hỏng mất bây giờ. Cầu lông ở kia, bố để thấy để kia mà. Một quả cầu khác này. Quả cầu khác để kia mà. Thôi các bạn ơi, chúng ta không đi bắn khủng long đâu, đi đánh cầu lông đây. Không chơi khủng long nữa đâu. Đây đây, một bộ cầu lông đây đây. Đấy. Xuống tận dưới kia. Thế thì phải mặc áo đã.